bạn. Các bạn ơi, hôm nay Ngọc sẽ báo giá cho mình dòng xe 155. Giá hiện tại vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Mình quan tâm thì cứ liên lạc ngay để Ngọc tư vấn cho. Và khi lên mua xe, liên hệ đặt lịch trước sẽ được bớt 1 triệu nè. Quà tặng khuyến mãi tiền xăng riêng, dẫn người thân lên có tiền cà phê. Mình có xe cũ mình mang tới nha, Ngọc có thu lại. Với lại hiện tại là Ngọc có giao xe tận nhà luôn. Quan tâm thì cứ liên lạc cho Ngọc. Đây là em N155, so ra với thời điểm này thì em nó đã giảm hơn 10 triệu rồi nha cả nhà, so với thời điểm trước đó. Và hiện tại cũng đang rẻ hơn với giá đề xuất. Ví dụ em này đi, mình mua khóa chìa thì hiện tại Ngọc bán chỉ có 42.500 thôi, dành cho màu 3D khóa chìa. Còn em này hiện tại đang là khóa thông minh, Ngọc sẽ để giá là 44.500 và khóa thông minh, có cổng sạc điện thoại, khóa thông minh, heo hay biết rất là tiện lợi cho mình luôn nha. Dòng N155 này thì thiết kế khá là mạnh mẽ luôn và hầm hố, đặc biệt là đối với màu này là màu đỏ nè, bạc nè, và có thêm một ít màu đỏ cam nữa, có thêm màu đen nữa đó, để tạo cho xe mình có điểm nhấn. Em này kết hợp rất là hài hòa giữa nhiều màu. Bạn nào mà thích phong cách nổi thì cứ hốt nghe em này về cho Ngọc nha. Ngọc có hỗ trợ trả góp luôn cả nhà, mua góp thì chỉ cần đưa trước khoảng tầm 5 triệu là mua được xe rồi. Và giấy tờ thì mình chuẩn bị giùm Ngọc chứng minh hoặc là căn cước nha. Với lại hiện tại là Ngọc có hỗ trợ trả góp từ 18 cho đến dưới 60 tuổi. Và bên Ngọc sẽ làm việc tất cả các ngày trong tuần luôn. Cho nên chủ nhật á, mình đến vẫn được nha. Tại vì bình thường chắc mọi người cũng đi làm mà, chủ nhật vẫn đến cửa hàng, Ngọc sẽ hỗ trợ được cho mình hen. Ngoài em này ra thì Ngọc còn rất là nhiều màu nữa, để Ngọc giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem nha. Như là đây, kế bên Ngọc đi, là có màu trắng, trắng đỏ đen Movista. Màu này cũng là màu 3D luôn. Đây ạ, bạn nào mà đi màu này á, mà kiểu phong cách mình hơi sang sang xíu á, thì màu này sẽ rất là đẹp. Tại vì màu trắng thông thường đi rất là sang. Trắng đỏ đen nha, ra được 3 màu cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo, đây đi, đây là Ngọc sẽ gọi là xanh biển đi ha. Nhưng mà cái màu trên clip á, thì nó sẽ không có thực tế giống như cái màu ở ngoài đâu. Cho nên là các bạn cứ đến trực tiếp cửa hàng đi mình xem cho nó dễ nha. Tại vì thông thường là Ngọc chụp hình cũng vậy, nó cũng sẽ không có giống như là những cái xe ở ngoài thực tế khác. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là về phần bảo hành màu sơn, Ngọc sẽ bảo hành cho mình trong 1 năm, đi chốc là men ra xong là không tính tiền nha. Rồi đây là có màu vàng 3D. Đây ạ, đây là vàng đen 3D nè, có đổi thêm cặp mâm nữa. Những phụ kiện này gắn tại cửa hàng, Ngọc sẽ hỗ trợ là giảm giá cho mình 50%. Đây có màu này mình sẽ gọi là xanh lá nha, xanh lá mạ ha. Màu này khá là nổi nè, bạn nào mà thích nổi nổi thì lấy em này. Hoặc là xanh sữa nè, xanh sữa thì khá nhẹ nhàng, xanh ngọc. À đây có thêm xanh, cái này mình sẽ gọi là xanh đọt chuối nha cả nhà, tại vì nổi hơn cái màu đó nữa. Rồi có thêm đỏ nữa nè, đây là đỏ Movista khác với đỏ lúc nãy nha. Thì mấy màu 3D này hiện tại là Ngọc đang bán với giá là 42.500 đến 44.500 tùy từng phiên bản chìa và thông minh. Thích em này cứ chụp màn hình qua Zalo, Ngọc sẽ tư vấn cụ thể cho. Ở đây là Ngọc có màu xanh rêu nè, màu này khá là nhẹ nhàng và rất là đẹp, giống như là màu quân đội cả nhà. Mình thích em này thì có thể liên lạc cho Ngọc nha. Và đây là Ngọc có sẵn luôn 150 màu 3D. Em này hiện tại sẽ là 42.500. Ngoài ra thì Ngọc còn rất là nhiều màu ở trong kho luôn. Mình thích em nào thì cứ liên lạc nhắn tin, gọi điện cho Ngọc để Ngọc tư vấn cho mình nha. Nhớ là mình có người thân á, mình dẫn lên sẽ có tiền cà phê. Ngọc có hỗ trợ trả góp đối với em này luôn, trả trước 5 triệu là mua được xe. Gọi liền ngay cho Bảo Ngọc nha.